Xin chào mọi người đã quay trở lại với Hack Research và mình là Quang Trường. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau thảo luận về một vấn đề, đó chính là Fintech và vai trò của Fintech với hệ sinh thái của Base. Thời gian gần đây thì Fintech đang có những sự hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ, và động lực của sự hồi sinh này đó chính là đến từ những KOL Việt Nam. Cùng bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên thì mình muốn tiếp cận vấn đề này một cách nó rộng hơn, một cách tổng quan hơn, thay vì việc là chúng ta đi vào ngay câu chuyện là Fintech là gì. Thì mọi người thấy là ở thời điểm hiện tại, một hệ sinh thái mà muốn bùng nổ thì bắt buộc là hệ sinh thái đó phải có mũi nhọn. Nếu như mà mọi người nhìn vào câu chuyện của Arbitrum thì mũi nhọn đó là PubDex, với dự án dẫn đầu cho cả hệ sinh thái đó chính là GMX. Optimism cũng vậy, họ cũng phải lựa chọn những cái dự án mũi nhọn như là Synthetic, như là AV, như là Purpose Tool, và cũng gần như là sử dụng Purp để mà làm cái động lực kéo cả cái hệ sinh thái Optimism đi lên. Và gần đây hơn đó chính là hệ sinh thái của Sui. Thì Sui có một cách tiếp cận nó hay hơn, đó chính là Sui tổ chức ra những cái sự kiện là Bull Shark Quest 1 và Bull Shark Quest 2. Có nghĩa là người dùng tham gia vào những cái trải nghiệm về dự án NFT, dự án game, dự án về DeFi ở trên Sui, thì những người mà đạt điểm cao nhất thì sẽ được nhận ra những cái giải thưởng, và giải thưởng thì được trả bằng Sui. Và cái Bull Shark Quest 1 và Bull Shark Quest 2 đã lôi kéo được một số lượng người cực kỳ lớn cho hệ sinh thái của Sui, mặc dù là Sui mới ở trong cái giai đoạn đầu phát triển. Và rõ ràng Bay là một trong những hệ sinh thái cực kỳ mới, và chắc chắn là họ không thể nào lựa chọn NFT để mà làm thế mạnh, để mà lôi kéo cái hệ sinh thái của mình đi lên, bởi vì là ở thời điểm hiện tại thị trường NFT thì đang dò đáy. Còn nếu mà DeFi thì DeFi đang gặp một cái vấn đề, đó chính là lợi nhuận thì thấp nhưng mà rủi ro thì cao. Tiếp cận theo cái hướng PubDex thì đã quá nhiều các nền tảng khác đang làm, và thậm chí là Arbitrum hay là Optimism họ đang làm tốt hơn rất là nhiều, thì rất khó để mà ngay lập tức bay trình làng được một nền tảng PubDex xịn hơn cả GMX hay là xịn hơn cả Quenta. Thì trong rất là nhiều những cái xu hướng để mà có thể chọn lọc, như là Real Assets này, như là NFTify này, như là SocialFi, thì cuối cùng Base đã lựa chọn SocialFi. Và đó chính là lý do mà tại vì sao Fintech ngay từ thời điểm ra đời nó đã có một cái động lực tăng trưởng, nó đã có một cái sự thúc đẩy, nó kéo cả cái hệ sinh thái của Base đi lên. Và Base tập trung đào sâu về câu chuyện của SocialFi không chỉ là dừng lại ở Fintech. Và nếu như mà mọi người nhìn lại 6 dự án gần đây nhận được cái fund từ Base Ecosystem Fund được dẫn đầu bởi Coinbase Venture, thì mọi người có thể thấy rằng là 2 trong 6 dự án đó đã thuộc mảng SocialFi rồi. Thì mình nhớ đó chính là dự án Pararap và một dự án là True Fashion. Thì Pararap là một nền tảng mà tương tự, là một nền tảng mà tương tự với cái câu chuyện những cái nền tảng SocialFi phổ biến hiện nay, khi mà cho phép những người dùng, những nhà sáng tạo nội dung sáng tạo những cái nội dung của mình thông qua những bài viết, thông qua những video, và từ đó bán cho người đọc, người xem thông qua một cái hình thức, đó chính là phí premium hàng tháng hoặc là tính thanh toán theo năm. Thì ở bên cạnh đó thì True Fashion là một cái nền tảng mà đưa thị trường Web 2 và Web 3 nó đến gần với nhau hơn. Thay vì việc là chúng ta cập nhật về cái CPI là cái tình hình lạm phát tại Mỹ một tháng một lần, thì True Fashion với hàng chục nghìn những cái điểm và 40 những cái suộc khác nhau rất là uy tín, thì họ có thể đưa ra, họ có thể cho người dùng biết là cái chỉ số lạm phát ở cái thời điểm thực tế, ở cái thời điểm real time là đang ở mức nào. Và rõ ràng là câu chuyện rằng là Base tập trung vào SocialFi không chỉ là dừng lại ở Fintech, mà còn đang ở phát triển thêm ở rất nhiều các dự án khác nữa, như là Pararap và True Fashion. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào, đó chính là khái niệm Fintech là gì. Thì Fintech là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung, cho phép người dùng tương tác với các KOL thông qua việc là nắm giữ các cái key được phát hành bởi những cái KOL đó. Thì khi mà KOL họ lập một cái tài khoản ở trên Fintech thì ngay lập tức thì họ sẽ có một cái key, và người dùng có thể nhảy vào mua cái key đó. Và những cái nhóm người dùng mà mua cái key đó thì sẽ có một cái group private ở trực tiếp ở trên Fintech cùng với cái người KOL mà họ mua. Thì cái giá cả của cái key của trên Fintech thì nó sẽ chạy theo một cái đường bonding curve mà mình sẽ không có nói quá chi tiết ở đây, bởi vì là nó sẽ khá là nhũn não. Và nếu như mọi người muốn tìm hiểu về cái công thức giá key của Fintech thì mọi người có thể lên website của hackresearch.com.
viết cụm từ Fintech là gì để có thể đọc tìm hiểu hơn. Thì có thể nói rằng là Fintech là một cái nền tảng mạng xã hội phi tập trung cho phép một số lượng người nhỏ có thể tương tác một cách private đối với KOL của mình. Tại sao lại là một số lượng người nhỏ? Bởi vì là khi mà mọi người càng FOMO mua cái key đó thì cái key đó nó sẽ càng tăng giá. Và đến một cái mức giá nào đó cực kỳ cao thì những người dùng sẽ không đủ tiền hoặc là không sẵn sàng bỏ tiền ra để mà có thể mua cái key đó để mà tiếp cận với cái người KOL đó. Thì gần như là cái số lượng giới hạn đó nó sẽ ít hơn so với Discord, ít hơn so với Telegram rất là nhiều. Và tất cả những cái thông tin ở đây thì rất là hay, đó chính là minh bạch, công khai và cực kỳ là private và cực kỳ là bảo mật. Rồi, tiếp theo là tại vì sao Fintech ngay từ khi ra đời đã chiếm được một cái spotlight rất là lớn ở trên hệ sinh thái của Base. Thì nói theo một cái gọi là cái thuyết âm mưu và những cái gì mà mình quan sát được thì có thể nói là Fintech là một dự án được Coinbase lựa chọn để mà làm điểm nhấn ở trên cái hệ sinh thái của Base. Tại vì sao lại nói là Coinbase lựa chọn Fintech là điểm nhấn ở trên hệ sinh thái của mình? Có một vài những cái lý do. Đầu tiên, một lý do như là đầu tiên đó chính là ngay từ thời điểm mà Fintech chưa ra mắt mà vẫn sản phẩm vẫn còn đang nằm trên giấy á, thì có một số những cái thành viên của Coinbase, một số những cái thành viên của quỹ đầu tư Paradigm, một số những cái thành viên của quỹ Varian là đã bắt đầu siêu, bắt đầu giới thiệu, bắt đầu nhấn nhá về dự án này rồi. Là từ thời điểm chưa ra đời là nó đã bắt đầu được siêu rồi. Cái yếu tố thứ hai đó chính là câu chuyện là khi mà dự án bắt đầu ra mắt một thời gian ngắn thì bắt đầu là dự án này bắt đầu siêu về việc là Paradigm đầu tư thông qua một cái đoạn rất là ngắn là họ chụp lại cái đoạn chat giữa dự án Fintech và đội ngũ Paradigm. Và cái đó nó ngay lập tức nó làm cho người dùng FOMO và Fintech. Bởi vì sao? Bởi vì là có hai yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên là một là dự án tiếp tục bật mí về việc là sẽ airdrop cho những người dùng sớm. Và cái thứ hai là việc là Paradigm là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thị trường crypto. Và thông thường những cái dự án mà Paradigm đầu tư á, thì cái tỷ lệ airdrop và retroactive đến người dùng thì nó cực kỳ cao. Và đó là lý do mà tại vì sao mà hàng loạt người dùng đổ vào Fintech. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn một vài những cái lý do mà khiến cho Fintech trở nên cực kỳ là high ở trên hệ sinh thái của Base. Đầu tiên là việc mà tạo tài khoản ở trên Fintech nó cực kỳ là dễ dàng. Người dùng chỉ việc là đăng nhập vào Fintech thông qua tài khoản Twitter sẵn có. Có nghĩa là gần như là mọi người không cần phải lập một cái tài khoản nào mới, mà mọi người sẽ đăng nhập thông qua một cái tài khoản ở trên nền tảng một cái mạng xã hội web 2 là Twitter. Và sau khi mà mọi người lập xong cái trang của riêng mình thì mọi người bắt đầu tạo một cái ví, và mọi người chỉ cần gửi ETH vào là mọi người bắt đầu đi mua key. Đó, và cái câu chuyện là mua key đó, nghĩa là sẽ có những được một cái là Fintech ngay từ thời điểm đầu tiên là nó đã bắt đầu mình cảm giác như là họ có chi tiền để mà mời những cái KOL lớn, đặc biệt là những KOL đến từ OnlyFans, một nền tảng chia sẻ mạng, chia sẻ ảnh 18 cộng đến với nền tảng Fintech. Thì từ thời điểm đó thì bởi vì là nếu như bạn mua key sớm thì bạn sẽ mua được giá rẻ. Thì key, nếu mà cái key đó nó bị FOMO lên, nó đẩy giá cao thì bạn hoàn toàn có thể là bán cái key đó để chốt lời. Thì rõ ràng là ở đây có cái câu chuyện đầu tư, có cái câu chuyện về finance. Thì rõ ràng là với cái câu chuyện về finance, về đầu tư, cộng với cái một cái mạng xã hội phi tập trung mới ra đời mà nó hay như vậy ở trên Bay, thì nó thu hút chủ yếu là những người dùng tham gia vào việc là đầu cơ key, để sau đó khi mà key nó tăng giá thì họ xả đi. Thì có thể nói là dựa trên một vài những cái lý do như vậy thì có thể nói rằng là Fintech là một trong những dự án được chọn để giúp cho hệ sinh thái của Base có thể có những cái bước tiến lớn ở ngay trong những cái giai đoạn đầu tiên. Và đính đến thời điểm hiện tại, sau khi mà Base họ trải qua một cái đợt bùng nổ và sau này sập xuống, và tại cái sự kiện Token 249 này, mình không biết là có một cái lý do nào đó mà anh Thanh của Coin98 có đăng một cái dòng tweet về việc là sẽ mua key của những người mà comment sớm nhất ở trong cái tweet của anh ý. Cái thứ hai là Ryan Nguyễn là KOL lớn nhất của thị trường Việt Nam thì cũng đã mở một cái tạo một cái tài khoản và đã bán key ở trên nền tảng Fintech. Và ngay lập tức nhờ cái key của Ryan Nguyễn đã nhảy lên top 7 trending. Và cái động thái này đã giúp cho gần như là
gần như là anh Thanh Coi 98 và Ryan Nguyễn là hai KOL lớn nhất thị trường crypto tại Việt Nam mà lại join vào cái nền tảng Fintech, thì nó khiến cho một loạt các cộng đồng Việt Nam bắt đầu tìm hiểu về Fintech là gì, bắt đầu tìm hiểu về mạng xã hội phi tập trung là gì, bắt đầu tìm hiểu Base là gì. Và từ đó là họ bắt đầu họ tham gia vào, với chủ yếu là cái giai đoạn đầu tiên là với cái giai đoạn là đầu cơ. Và cái ở thời điểm hiện tại thì có thể nói rằng là Fintech đang bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mới. Một cái giai đoạn mới đó chính là phát triển cái hệ sinh thái của mình. Thì ở thời điểm hiện tại thì hệ sinh thái của Fintech bắt đầu có những cái dự án đầu tiên. Có thể kể đến như là FriendIndex. Thì FriendIndex là một nền tảng mà sẽ mua tất cả key của những KOL lớn ở trên nền tảng Fintech. Sau đó họ sẽ chia sẻ lại những cái thông tin, chia sẻ lại những cái hình ảnh mà họ thu nhận được từ những cái KOL lớn đó, chia sẻ cho những người mà nắm giữ chính cái key của FriendIndex. Đấy là một câu chuyện khá là hay nhỉ. Tiếp theo là FriendMax. Thì FriendMax là một cái sàn giao dịch mã nguồn mở, cho phép tất cả mọi người có thể giao dịch key của người dùng ở trên nền tảng Fintech mà không cần đăng ký bất kỳ một cái tài khoản nào cả. Và một số những dự án khác đang được trong quá trình xây dựng có thể kể đến như là Fintech cho phép người dùng giao dịch key với một cái mức giá rẻ hơn, là rẻ hơn khoảng 1%. Friendland là cho phép là người dùng lending and borrowing từ Fintech, hay là FriendFarm cho phép người dùng tham gia farming bằng key thông qua Fintech. Thì về bản chất thì ở thời điểm hiện tại thì cái key của Fintech là được lưu trữ offline. Nhưng mà nếu như mà để chúng ta hoàn toàn có thể bọc nó lại dưới dạng một cái NFT hoặc là dưới dạng một cái ERC20 để chúng ta có thể đưa nó vào những cái hoạt động tài chính. Và từ đó nó mà có thêm nhiều nguồn thanh khoản thì cái câu chuyện về tài chính, một cái hệ sinh thái finance được xây dựng bao quanh một cái nền tảng mạng xã hội phi tập trung là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và có thể nói là với cái sự hỗ trợ của hai KOL lớn nhất của thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại là anh Thanh Coi 98 và Ryan Nguyễn, thì Fintech đang có một cái sự comeback rất là lớn. Và cộng với đó thì không thể nào bỏ qua câu chuyện rằng là Fintech chưa ra token rồi, Bay cũng chưa ra token. Và trong khi đó Bay là một trong những layer 2 tích cực nhất, tốt nhất và được xây dựng bởi một trong những builder lớn nhất thị trường này, làm cho anh em càng ngày càng FOMO hơn vào câu chuyện AirDrop. Thì rõ ràng là nếu như mà làm AirDrop ở trên Fintech thì là làm một được hai, vừa được Fintech mà vừa được Base. Và trên đây là một vài những cái thông tin nó khá là thú vị về việc là Fintech đang có những cái sự hồi sinh bằng những cái KOL lớn ở ngoài thị trường. Và nếu chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta có nhiều KOL hơn nữa bước vào Fintech, rõ ràng nó là một câu chuyện rất thú vị, đặc biệt là về câu chuyện đầu tư. Chính vì vậy hãy theo dõi Fintech cực kỳ sớm và hãy theo dõi những cái KOL lớn của thị trường crypto để mà chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội từ sớm. Ok, nếu như bạn thấy video này hữu ích thì bạn có thể giúp mình để lại một like hoặc là một comment để cho video của mình được đề xuất nhiều hơn trên YouTube. Ngoài ra thì nếu như mọi người muốn theo dõi Hack Research một cách nhanh nhất thì mọi người có thể ấn nút subscribe và ấn nút thông báo để mỗi khi Hack Research ra video mọi người có thể xem được ngay ha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.